cá nhân hơn 7 triệu người dùng. Adobe Creative Cloud là dịch vụ cho phép người dùng trả phí để sử dụng các ứng dụng như Photoshop, Lightroom, Premiere Rush, Premiere Pro, LLUSTRATOR và một số phần mềm khác. Chuyên gia bảo mật Bobdiachenko và công ty an ninh mạng Comperitech có trụ sở tại Anh đã phát hiện ra bộ cơ sở dữ liệu bị lộ, cho phép mọi người có thể xem các thông tin cá nhân mà không cần mật khẩu hay bất kỳ loại xác thực nào khác. Các nhà nghiên cứu đưa ra cảnh báo cho Adobe ngày 19 tháng 10. Toàn bộ dữ liệu cá nhân bị lộ liên quan đến 7,5 triệu tài khoản bao gồm email, ID thành viên, vùng quốc gia, ngày tạo tài khoản, trạng thái thanh toán và thời gian đăng nhập lần cuối và một số chi tiết khác. May mắn, thông tin tài khoản thanh toán và mật khẩu đã không bị lộ. Mặc dù dữ liệu cá nhân bị lộ không thuộc loại đặc biệt nhạy cảm, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng để khởi động các chiến dịch lừa đảo các thuê bao. Kẻ gian có thể giả danh Adobe hoặc một công ty có liên quan để lừa người dùng thêm thông tin, chẳng hạn như mật khẩu. Adobe cho biết vụ việc lần này không liên quan, không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của công ty.